Hello chào tất cả các bạn nhá. Thì nói chung ở cái video lần trước của mình thì nhận được khá là nhiều lượt xem và lượt comment. Ok, thì khá là nhiều bạn cũng bảo mình là tại sao các bạn không tại sao mà các bạn lại không đăng nhập được. Ok, thì hôm nay thì mình cũng sẽ làm một cái video để mình minh bạch cho các bạn nhá. Thì hiện tại thì mình đang chơi trên một cái con điện thoại, đó chính là iPhone XS Max của mình. Thì nói chung là hiện tại thì iPhone nó đang tối ưu hóa của nó một cái khá là tốt. Còn đối với lại điện thoại Android thì hiện tại thì mình nghĩ là nó vẫn sẽ bảo trì thôi. Bởi vì cái lượng người dùng Android hiện tại khá là đông so với lại cái lượng mà người ta sẽ dùng iOS nhá. Thì đây là mình đã nói theo một cái ví dụ nó là như vậy. Ok, thì hiện tại thì mình đang là học sinh này. Đây thì hiện tại thì mình cũng đã đăng vào được game đây. Nói chung khá là hay. Đấy, mọi người có thể thấy thì hiện tại thì mình đang chơi game trên con XS Max của mình. Và tên của mình là T3 Channel nhá. Thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video thú vị ở nhìn. Mọi người sẽ theo dõi những cái video thú vị của mình. Ok. Ở cái mình sẽ làm, giờ bây giờ thì mình sẽ làm rất là nhiều cái kênh của mình. Thì mình sẽ làm chuyên với cái tựa game này nhá. Thì các bạn có thể theo dõi mình. Ok, thì nói chung là một cái mẹo mà mình cũng đang muốn nói với tất cả các bạn ấy. Thì một cái mẹo thì hiện tại thì mọi người chỉ có thể dùng, nó chính là mọi người sẽ tải cho mình cái app mà mọi người sẽ tải cho mình cái app đó chính là 11 về. Sau đó mọi người sẽ tiến hành fake BN và mọi người sẽ dùng cho mình bằng mạng di động nhá. Ok. Thì mọi người sẽ hãy dùng cho mình trực tiếp, nó sẽ là như thế. Sau đó mọi người sẽ bật tắt mạng đi và chế độ máy bay lên. Và sau đó mọi người sẽ tiến hành cài đặt về giúp mình. Chứ thực sự ra giờ thì nó không còn cách nào nữa cả. Bởi vì do cái lượng server nó rất là đông nhá. Mình nói lại là do bây giờ cái lượng server nó rất là đông, thế nên là mọi người phải chấp nhận nó. Và các bạn phải dùng một cái cách nào tùy chỉnh theo của các bạn thôi. Ok, thì hiện tại thì mình đang đi học vào thư viện, mình đang đọc sách mọi người nhá. Ok, thì nói chung thì khá là đông người chơi này. Đấy, game này thì cực kỳ thú vị và trong cái đợt thời gian nó đang rất là hot. Thế nên là mình cũng đang tìm cho các bạn cái cách để mọi người có thể đăng nhập được một cái cách gần nhất nhá. Màu vàng. Câu hỏi số 1. Vàng thì chọn vàng đi chứ. Đen này. Ok, đen thì chọn màu đen. Vàng, ok. Đen anh em nhá. À, cái này là anh em sẽ chọn dạng như người anh em chọn màu ấy. Màu xanh đây. Màu vàng. Đen. Đó. À đâu, màu xanh. Đen. Ở xanh. Vàng à, thành màu đen. Cái này nó hơi lẫn một tí anh em nhớ để ý kỹ nhá. Ok, màu xanh thì sẽ là màu đỏ này. Màu xanh tiếp này. Màu đỏ thì sẽ là màu đen này. Màu vàng này. Ôi. Đây mọi người nhá, màu vàng thì sẽ là màu đỏ này. Ok, màu đen thì sẽ là màu vàng này. Màu đỏ thì sẽ là màu đỏ này. Ok, thì hiện tại thì mình đang trả lời được khoảng 18 câu nhá. Thì mình được 18 điểm, ok, mình đã được cộng 13 tiền vàng. Ok, thì nói chung thì giờ nó sẽ chỉ có một cái cách để mọi người có thể đăng nhập được. Đó chính là mọi người sẽ fake. Ở đây có một người kết bạn với mình này. Thì nó sẽ chỉ có một cách, đó chính là mọi người sẽ fake vài VPN đi cho mình nhá. Đấy, nghĩa là mọi người sẽ fake VPN đi cho mình. Thì đó là một cái cách để mọi người có thể nào mà mọi người đăng nhập được vào cái tựa game, đó chính là Play Together nhá. Ok, thì nếu mà các bạn cảm thấy video của mình hay và thú vị và bạn nào mà đang gặp những cái trường hợp như là không đăng nhập được thì các bạn có thể liên hệ mình qua Zalo nhá. Thì mình có thể hỗ trợ các bạn một phần nào đó về những cái vấn đề như là VPN hoặc là gì. Nếu mà các bạn tải 1.1 mà các bạn không fake được sang bên nước khác ấy, thì các bạn có thể dùng cho mình, tải cho mình, nó chính là Nox VPN nhá. Thì mọi người có thể fake và mọi người có thể đăng nhập được. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình và nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái series mới nhất của mình về cái tựa game đang rất là hot này mọi người nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye. Giờ thì mình phải đi học cái nhá.